Chào các bạn, mình đang ở cửa hàng mainwin.vn. Và ở đây thì mình có rất là nhiều cái máy iPhone. Cái điểm đặc biệt của cái máy này là nó đều là máy chính hãng. Ở đây chúng ta có iPhone 5S và iPhone 5C, cả hai đều là máy chính hãng. Để phân biệt máy chính hãng thì các bạn thấy là ngoài cái việc tem của nhà nhập khẩu là công ty FPT thì chúng ta còn thấy có những cái dòng chữ mà Apple họ in lên ở phía trong bằng tiếng Việt, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đây là cái tem của nhà nhập khẩu cũng như là tem FPT. Khi bạn mở ra thì bạn sẽ thấy tiếng Việt ở trong. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp hai cái iPhone này. Đây là iPhone 5S phiên bản màu trắng, màu bạc. Để phân biệt thì những cái máy nào mà phía trên có cái logo hình gì thì nó sẽ là cái máy màu đó. Ví dụ như logo ở đây màu bạc thì sẽ là máy màu bạc, logo màu vàng sẽ là máy màu vàng. Chúng ta sẽ có màu đen, logo màu đen đối với các máy màu đen. Cái iPhone 5S của FPT phân phối hiện đang được bán với giá khoảng 17.600.000, tức là cao hơn khoảng 600.000 so với lại iPhone 5 mà họ phân phối năm ngoái. Còn đây là iPhone 5C thì chúng ta rất là dễ hình dung, nhìn thấy máy như thế nào thì nó là như vậy luôn. Cách mở hộp iPhone 5C cũng giống như là iPad, iPod, là chúng ta sẽ nảy cái khung này ra. iPhone 5C màu xanh dương thì iPhone 5C có giá bán là 14 triệu đồng cho phiên bản 16GB, tức là rẻ hơn khoảng 3 triệu hơn khoảng 3 triệu so với lại iPhone 5S. iPhone 5C, cái máy này là máy demo nên chúng ta không có tai nghe. Bình thường thì sẽ có một cái tai nghe iPod ở đây. Chúng ta có một cục sạc theo tiêu chuẩn Việt Nam, tức là đầu tròn, sạc 5V 1A, cáp Lightning. Các bạn nhớ giữ những cái sợi cáp Lightning này cẩn thận, bởi vì nếu mà mất thì chúng ta sẽ phải đi mua cáp zin của Apple hoặc những cáp mà họ chứng nhận MFI. Bởi vì những cái cáp mà gọi là hàng lô từ bên thứ ba sẽ hoàn toàn không thể sử dụng được trên những cái sản phẩm mới này. Nó ngăn chặn sạc ngay từ đầu, không chỉ sinh mà cả sạc nữa. iPhone 5S phiên bản màu bạc. Mở hộp ra. Ở đây chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, có một cái cây lấy SIM, cũng là cục sạc tiêu chuẩn Việt Nam, và cáp Lightning, cáp 30. Đây là hướng dẫn sử dụng thì chúng ta có tiếng Việt, Apple in bằng tiếng Việt. Cây lấy SIM của iPhone 5C nó sẽ xấu hơn là cái SIM của iPhone 5S và nó gần giống như cái SIM của một đời iPad, có vẻ nếu mình nhớ không lầm là iPad 2 không có đẹp bằng. Đó, hướng dẫn sử dụng tất cả thì đều có tiếng Việt hết. Cái này cũng tương tự như vậy, iPhone 5S tiếng Việt. Hiện tại thì giá của những phiên bản iPhone 5C đều bằng nhau. iPhone 5S cũng như 5C đều bằng nhau và không phân biệt màu. Tức là bạn có thể bỏ ra 17.600.000 để mua iPhone 5S màu bạc, màu trắng và màu vàng do FPT phân phối với đầy đủ hóa đơn. Hoặc là 14 triệu đối với iPhone 5C. Ở đây thì chúng ta có các màu iPhone 5C là màu vàng, màu xanh dương, màu trắng, màu hồng và màu xanh lá. Còn iPhone 5S thì có 3 màu. Xin cảm ơn các bạn.